Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2957 về việc hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động làm việc trong lĩnh vực đánh bắt hải sản gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo quyết định này, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ một lần đối với người tự làm các công việc đánh bắt hải sản gần bờ với mức là 1 triệu 500.000 đồng một người, hỗ trợ 50.000 đồng một người một ngày thực tế mất việc, nhưng không quá 3 triệu 500.000 đồng một người. Đối với người làm thuê không có hợp đồng lao động với cá nhân tổ chức trong công việc đánh bắt hải sản xa bờ. Quyết định số 2957 về việc hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động làm việc trong lĩnh vực đánh bắt hải sản gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định. Những người được hỗ trợ không thuộc đối tượng hỗ trợ theo quyết định số 23 năm 2021 của Chính phủ và quyết định số 1896 ngày 13 tháng 7 năm 2021, quyết định số 1931 ngày 17 tháng 9 năm 2021, quyết định số 2558 ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối tượng được hỗ trợ phải đáp ứng được các điều kiện là người lao động cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trường hợp không thuộc diện thường trú, tạm trú thì phải sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh trước ngày 1 tháng 5 năm 2021. Người lao động bị mất việc do thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Chính phủ hoặc bị cách ly y tế trong khu vực phong tỏa đã và đang điều trị COVID-19. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.